Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Trước mặt quý vị đây, tôi đang đứng đây là đường Mạc Thanh Đạm. Là một chiến sĩ cách mạng, người anh hùng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đấy. Rất nhiều con đường ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mang tên ông Mạc Thanh Đạm. Đi thẳng đến chỗ này ra là biển Vũng Tàu, biển Phước Hải quý vị nhé. Thì tôi đứng nơi đây là thị trấn Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đấy. Qua đây tí xíu là đường Nguyễn Văn Ninh. Tôi có một cái video khác nói về một cái lô đất ở đường Nguyễn Văn Ninh là 8/20, giá là 4,8 tỷ, đất ở hoàn toàn. Thì ở đây tôi muốn giới thiệu cho quý vị một cái lô đất 8/30. 8/38. Đấy, có diện tích là 324 m². Đấy, đất ở hoàn toàn, đất ở hoàn toàn. Đấy, đường này chạy thẳng tí xíu là ra đến biển thôi. Giá đang chào bán bây giờ nó là 3,999 tỷ. Đấy, sắp xỉ, tức là gọi là 4 tỷ thương lượng, 3,999 triệu quý vị nhá. Đó, bây giờ tôi sẽ cho quý vị xem cái sơ đồ đất ở đây như nào nhé. Đây này, 324 m² đất ở đô thị nhá. Rồi, đây, đây hình dáng đất của mình đây, rất là vuông vức nhá. Đấy, 1-2 là 8 m à. Đấy, 1-6 là 38 m. Đó, đất ở hoàn toàn. Đấy, còn bây giờ tôi sẽ cho quý vị xem cái vị trí mình đang đứng mà đi ra biển nó như thế nào nhá. Đây, đây đường, đây đường này, Mạc Thanh Đạm quý vị thấy chưa? Mạc Thanh Đạm cắt ngang qua đường Nguyễn Văn Ninh. Thì đây, từ đây ra đường Nguyễn Văn Ninh có một tí xíu thôi. Và đây, biển của mình đây. Đấy, đường Võ Thị Sáu chính là đường tỉnh lộ đấy. Chạy thẳng ra. Anh chạy thẳng ra. Đi ra biển sẽ đi theo hướng này. Đấy, một tí xíu là đến biển đấy thôi. Rất là gần biển quý vị nhá. Đi bộ ra biển được. Đấy, thì sơ bộ cho quý vị biết cái lô đất ở đây. Đó, từ đây thẳng ra đây là đến biển này. Để quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất ở đây thì cứ alo cho chúng tôi theo các số điện thoại ở bên dưới nhé. Đấy, chạy thẳng ra đây là đường Võ Thị Sáu này, băng ngang qua Võ Thị Sáu một chút xíu là đến biển. Đấy, còn đường Nguyễn Văn Ninh đây cách đây khoảng gần 100 m. Đấy, ô tô đang rẽ này, xe buýt đó. Đấy là đường Nguyễn Văn Ninh. Đó. Vậy quý vị nào quan tâm đây thì cứ alo cho chúng tôi nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Và xin nhấn mạnh với quý vị, xin nhấn mạnh với quý vị một điều á, là con đường Mạc Thanh Đạm này sẽ mở rộng tương đối to ở đây đó, rất là tốt, nên là cái lô đất này rất là tiềm năng. Hơn 300 m² mà có 4 tỷ thôi thì tôi thấy là giá vô cùng tốt đấy, vô cùng tốt luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.